Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Thưa quý vị, chỉ huy vệ binh quốc gia Ukraine dự báo Nga sẽ tiến công ở nơi mà quân đội nước này không ngờ tới. Tuy nhiên, Ukraine khẳng định sẽ không để Nga đạt được mục tiêu đó. Chuẩn tướng Oleksandr Pipnenko, chỉ huy vệ binh quốc gia Ukraine mới đề nhận định Nga có thể triển khai từ 2 đến 3 hướng tiến công nghi binh và tập trung lực lượng vào một hướng tấn công chính. Tướng Pipnenko nói Chúng tôi đang chuẩn bị sẵn sàng. Đối phương sẽ gây ra những bất ngờ khó chịu và tiến công vào khu vực mà chúng tôi không lường tới. Tuy nhiên, họ sẽ không đạt được mục tiêu của mình. Ông Pitmenko cho rằng Nga trong thời gian tới sẽ tiếp tục tập kích, phá hủy hạ tầng trọng yếu tại Kharkov và có thể mở hướng tấn công nhà và thành phố lớn thứ hai Ukraine, nhưng sẽ phải mất vài năm để kiểm soát đô thị này. Ông cũng thừa nhận thấy trước một số khó khăn mà quân đội Ukraine phải đối mặt, song khẳng định Nga không thể giành được những thắng lợi mang tính quyết định. Ông Pitmenko nói có lẽ họ sẽ đạt được từ 10 đến 15% mục tiêu đề ra. Nhưng đây không phải một thắng lợi chiến lược. Lực lượng Nga gần đây tiến công trên nhiều khu vực dọc theo chiến tuyến ra 1.000 km và kiểm soát thêm một số khu dân cư. Nga giành lợi thế đáng kể trong những tháng vừa qua khi nguồn viện trợ của phương Tây dành cho Ukraine bị đình trệ. Kiev hy vọng có thể chặn được đà tiến này sau khi Hạ viện Mỹ thông qua gói viện trợ mới gần 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Các nước phương Tây cũng dục dịch tăng cường viện trợ cho Kiev. Nhiều người Ukraine tin rằng gói viện trợ đã đến kịp thời vào giữa giai đoạn khó khăn nhất khi Nga đã được nhiều bước tiến dọc chiến tuyến và đẩy mạnh tập kích cơ sở hạ tầng năng lượng dân sự của nước này. Katerina Ruda, công dân Ukraine 43 tuổi, nói sau khi Hạ viện Mỹ bỏ phiếu, Tôi nghe Tổng thống nói rằng chúng tôi có thể thua nếu không có gói viện trợ này. Cảm ơn rất nhiều và đây là một ngày tuyệt vời. Dự luật viện trợ cho Ukraine sẽ cần được Thượng viện Mỹ thông qua trước khi trình lên Tổng thống Joe Biden ký ban hành Quá trình này dự kiến diễn ra nhanh chóng vì ít có khả năng vấp phải phản đối nhờ hạ viện. Ông Andriy Yermak, tránh văn phòng tổng thống Ukraine, đăng trên X. Người dân Ukraine chân thành biết ơn Quốc hội Mỹ. Tuy nhiên, Ukraine sẽ cần chờ đợi thêm ít nhất vài tuần trước khi thấy được tác động trực tiếp từ gói viện trợ. Trong khi đó, nhiều người đã chuẩn bị tâm lý cho đợt tăng cường tấn công của Nga trong thời gian tới. Họ tin nước Nga giận dữ có thể tìm cách trừng phạt Ukraine nhiều hơn trước khi Kiev nhận được thêm tên lửa phòng không, thiết giáp, đạn pháo. Bloomberg dẫn các nguồn thạo tin cho biết, Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine. Theo nguồn tin, Đức cũng sẽ tiếp tục thúc giục các nước châu Âu đảm bảo cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine. Trước đó, sau cuộc họp dự kiến cấp Bộ trưởng Ngoại giao của Hội đồng Ukraine-NATO tại Bruxelles, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock kêu gọi các đồng minh kiểm tra các hệ thống phòng không trong kho vũ khí và xem xét có thể cung cấp cho Ukraine được hay không. Đầu tháng này, quan chức phụ trách đối ngoại của liên minh châu âu eu joseph borrell cũng tuyên bố ngoại trưởng ukraine dmitro kuleba gần đây đã đề nghị ông chuyển bởi hệ thống patriot trong cuộc phỏng vấn sau đó ông kuleba nói rằng chính sách ngoại giao thân thiện của ông đã không hiệu quả và hiện ông có kế hoạch đề nghị phương tây cung cấp hệ thống phòng không patriot theo cách cứng rắn hơn cho đến nay mỹ đức và hà lan đã gửi một số bệ phóng patriot tới ukraine trong khi kiev tuyên bố rằng các hệ thống này rất hiệu quả trong chống tên lửa đang lao tới, thì Bộ Quốc phòng Nga lại cung cấp bằng chứng cho thấy một số bệ phóng và radar đã bị phá hủy. Patriot là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa đa năng, tầm bắn xa nhất từ 70 đến 160 km, có khả năng tác chiến trong mọi điều kiện thời tiết, với trần bay của mục tiêu lên đến 24 km. Đây được coi là một hệ thống phòng không đáng gờm, có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo và các mối đe dọa khác. Các nước phương Tây đã liên tục cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine kể từ khi Nga triển khai hoạt động quân sự vào tháng 2 năm 2022. Moscow đã liên tục cảnh báo phương Tây không nên tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine, cho rằng điều đó không gì khác ngoài việc thách thức đối phương và kéo dài xung đột. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo, Moscow sẽ coi những đoàn vận chuyển hàng hóa quân sự từ các nước NATO đến Ukraine là mục tiêu hợp pháp của Nga. Mặt khác, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg gần đây cũng bày tỏ tin tưởng Mỹ sẽ vẫn là một đồng minh trung thành trong NATO, bất kể ai giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Ba Lan cùng Thủ tướng Anh Rishi Sunak, Tổng thư ký NATO khẳng định một NATO mạnh mẽ là tốt cho châu Âu, nhưng một NATO mạnh mẽ cũng tốt cho Mỹ. Tôi kỳ vọng bất kể kết quả của cuộc bầu cử ở Mỹ vào cuối năm nay như thế nào, Mỹ sẽ vẫn là một đồng minh trung thành, bởi ít nhất là vì ba lý do. Việc có NATO và có hơn 30 người bạn và đồng minh là vì lợi ích an ninh của Mỹ. Điều đó cũng khiến Mỹ trở nên an toàn và mạnh mẽ hơn. Mỹ là một đồng minh lớn, chiếm một phần tư GDP toàn cầu nhưng tất cả NATO chúng ta mạnh gấp đôi, chúng ta chiếm 50% GDP của thế giới, đại diện cho 50% sức mạnh quân sự của thế giới. Vì vậy, tôi tin rằng Mỹ sẽ vẫn là một đồng minh trung thành trong NATO. Tuyên bố của Tổng thư ký NATO được đưa ra sau khi ứng cử viên tiềm năng của tổng thống Mỹ, cựu tổng thống Donald Trump thường xuyên chỉ trích rằng một số đồng minh NATO không đáp ứng mục tiêu chi tiêu quốc phòng. Ông khẳng định các nước phải chia sẻ gánh nặng chi phí với Mỹ nếu muốn được bảo vệ. Bất chấp sự phản đối đáng kể từ một số người bảo thủ, Hạ viện Mỹ mới đây đã bỏ phiếu thông qua dự luật gửi 60,8 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Phát biểu sau khi gói viện trợ được thông qua tại Hạ viện Mỹ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hàng chục tỷ đô la Mỹ viện trợ mới sẽ củng cố lực lượng vũ trang nước này và tạo cơ hội chiến thắng cho Kiev. Khi khoản viện trợ đó được thông qua, các vũ khí và trang thiết bị Mỹ cung cấp tiếp theo có thể giúp Ukraine phòng thủ trước ưu thế pháo binh của Nga trong bối cảnh cơ sở hạ tầng quan trọng bị bắn phá trong những tuần gần đây. Do đó, việc phân bổ gần 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine là một vấn đề đã được giải quyết trên thực tế và không phải là tin tốt với Nga. Mỹ, với nguồn cung cấp lớn của mình, sẽ nhanh chóng bù đắp một phần tình trạng thiếu thiết bị và đạn dược hiện có của lực lượng vũ trang Ukraine. Sau đó, tình trạng thiếu nhân sự trong quân đội Ukraine sẽ không còn trầm trọng như hiện nay. Cùng với đó, Mỹ có thể tập trung vào việc cung cấp cho Ukraine những loại vũ khí có độ chính xác cao, uy lực và tầm xa, để họ có thể tấn công vào khu vực hậu cứ của quân đội Nga. Nếu điều này xảy ra, Toàn bộ bán đảo Crimea, bao gồm cả cây cầu nối Crimea với đất liền Nga, sẽ bị đe dọa tấn công. Ngoài ra, các cơ sở quan trọng ở những khu vực khác của Nga sẽ gặp nguy hiểm. Ngoài ra, có khả năng Ukraine sẽ nhận được một lượng đạn đáng kể cho các hệ thống tên lửa phóng loạt, các loại bom có tầm bắn 150 km. Cũng không thể loại trừ việc cung cấp hàng trăm xe tăng M1 Abrams, nhiều loại xe bọc thép chở quân, xe chiến đấu bộ binh và các loại xe bánh xích và bánh lốp khác, và một số máy bay chiến đấu F16. Chính vì những lý do trên, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã cảnh báo rằng việc Washington ngày càng lún sâu hơn vào giao tranh chống Nga sẽ trở thành một thất bại đối với Mỹ như ở Afghanistan. Trong khi đó, tờ Politico dẫn lời phó đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên Hợp Quốc, Dmitry Polyansky cũng nhấn mạnh rằng gói viện trợ của Mỹ sẽ đồng nghĩa với việc Kiev sẽ hoạt động lâu hơn một chút. Theo TASS, Thủ tướng Hungary nhận định cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine sẽ được giải quyết vào cuối năm 2025 nếu những người ủng hộ hòa bình giành chiến thắng trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu vào tháng 6 và trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. Ông Orbán tin rằng nếu những người ủng hộ hòa bình giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào nghị viện châu Âu thì các quyết định quân sự ở châu Âu có thể bị chậm, dừng lại hoặc hủy bỏ. Mặt khác, theo ông Orbán, một cuộc bầu cử khác sẽ diễn ra ở Mỹ với một ứng viên ủng hộ chiến tranh và một ứng viên khác ủng hộ hòa bình nếu ứng viên ủng hộ hòa bình chiến thắng thì chúng ta sẽ nhận được sự ủng hộ từ Mỹ. Thủ tướng Hungary nhấn mạnh, vì vậy sau các cuộc bầu cử sắp tới, nếu mọi việc suôn sẻ thì các nhà lãnh đạo chính trị ủng hộ hòa bình sẽ có thể hiện diện ở châu Âu và châu Mỹ. Khi đó, xung đột ở Ukraine sẽ kết thúc vào cuối năm 2025. Nhà lãnh đạo cũng lưu ý, cần thiết phải ngăn chặn những người ủng hộ các hành động thù địch hơn nữa ở Ukraine. Trước đó hồi tháng 3, ông Orbán cũng bình luận rằng việc cựu tổng thống mỹ donald trump trở lại nhà trắng có thể là cơ hội thực sự để kết thúc xung đột nga ukraina theo ông orbán ông trump có kế hoạch khá chi tiết về cách chấm dứt xung đột nga ukraina và kế hoạch của ông phù hợp với lợi ích của hungary nhà lãnh đạo hungary cho hay ông trump có tầm nhìn rất rõ ràng khó có ai có thể không đồng ý hungary là thành viên liên minh châu âu eu duy nhất duy trì mối quan hệ chặt chẽ với điện kremlin sau khi nga tiến hành kế hoạch quân sự ở ukraina ông orbán thường xuyên ủng hộ lệnh ngừng bắn ngay lập tức và các cuộc đàm phán hòa bình, đồng thời cũng phản đối các lệnh trừng phạt nhắm vào Nga của phương Tây. Trong khi đó, tình hình xung đột ở Ukraina ngày càng căng thẳng. Tướng Oleksandr Siskii, tổng tư lệnh quân đội Ukraina, đã đưa ra đánh giá ảm đạm về thế trận của quân đội Kiev ở mặt trận phía đông. Ông thừa nhận tình hình đã xấu đi đáng kể trong những ngày gần đây. Tướng Siskii cho biết, các lực lượng Nga đang nỗ lực khai thác lợi thế ngày càng tăng về nhân lực và đạn dược để xuyên thủng phòng tuyến của Ukraina. Theo New York Times, Ukraine phải đối mặt với ba thách thức lớn nhất trong nhiều tháng qua, gồm thiếu đạn dược, thiếu binh sĩ được huấn luyện bài bản và lực lượng phòng không suy yếu. Trong bối cảnh Nga tăng cường các cuộc tấn công, những thách thức này làm tăng nguy cơ lực lượng Nga sẽ xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Ukraine. Mặc dù Hạ viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ mới cho Ukraine đã tiếp thêm nguồn sinh lực cho Kiev, tuy nhiên các chuyên gia vẫn hoài nghi về khả năng xoay chuyển cục diện chiến trường.